Em xin chào mọi người. Hôm nay lại lên sóng cho mọi người một bạn có phun lệnh mọi người nhé. Lệnh rất là nhuyễn luôn mọi người này. Chân nó bị gãy chân này nhỉ? Rồi. Ngầm đen tư đẹp luôn. Đấy, tập trung chưa mọi người nhỉ? Tập trung. Tiếc không? Dạ. Rất tiếc vì bạn ấy bị tai nạn và bị hỏng mất một chân. Bây giờ đang nẹp đinh mọi người nhé. Vẫn đang định hình được cái khung xương ấy. Cho qua một thời gian nữa bạn ấy sẽ đi lại nếu tốt hơn. Kéo gì nát luôn, nếu mà lệnh phổi. Đấy, tập trung vào không nhỉ? Mọi người nhìn này. Con này mua về thì mọi người gì nhỉ? Cho uống alpha cho chống viêm. Lát. Năm. Tăng cường thêm canxi để bổ sung lại cho xương cho bạn ấy mọi người nhé. Nó bị gãy chân anh ạ. Đây mọi người nhìn này. Con này đàn trước em bán. Cắn nhau hay gì ạ? Nó bị xe đâm anh ạ. Kháo súp. Khỏi chưa? Đang bình phục, đang phục hồi anh ạ. Đang chữa anh ạ. Đây không, lệnh như máy luôn. Mấy con cái con hôm mà mới đăng lên đâu có đau, đau chân không? Vâng. Lệnh què mà làm gớm. Khổ nó không nó lên được. Gãy xương à? Ít tập trung không? Dáng rất là đẹp. Đàn này là con trai của Romeo. Mẹ là con gái các nuôi qua rồi. Anh cho nó bước lại đây nè. Đủ lệnh luôn để anh em chơi. Đủ lệnh luôn mọi người nhé. Hôm nay em vừa đón về nên là những cái lệnh ví dụ như là tiếc nhỉ. Vâng. Cái đàn này ngày xưa đàn nhà chú Giang, con này chú Giang bán, còn lại mấy con cái thằng toán em xử lý này. Đàn Romeo lâu lắm rồi mà bây giờ các bạn này tầm 9-10 tháng mà lệnh rất là tốt mọi người nhé. 5 Đấy, mọi người nhìn này. 5 Nếu bạn này mà không bị tai nạn thì dáng rất là đẹp luôn. Nói chung là những con như thế này là mọi người yên tâm này là bọn em bán giá bằng giá một con chó con 2 tháng tuổi, và để mà có những cái lệnh như thế này ấy thì mọi người cứ xác định là khoảng mất khoảng 18 đến 20 triệu thì mới học được những cái lệnh như này. Lệnh xoay này, luồn háng này, đi kiệu này, rồi đi hai chân này, trào này, sủa này, nằm ngồi này. Nhưng mà không phải là con nào nó cũng có tố chất để đi học được những cái lệnh như thế mọi người nhá. Đấy. Nó phí cho con chó thôi. Đấy, ui, tập trung. Không cái gì nát luôn. Đấy, đấy, đấy. Lùi lùi. Đi lùi hai chân luôn. Phí nhỉ? Rất là tiếc. Con này nó 10 tháng nhá, nó rất là tố chất luôn đấy. Đây. Hôm nay quay đủ lệnh cho mọi người cho xem này. Bạn ấy đang bị chấn thương nên là em cũng không làm những cái lệnh cắn đánh cắn mạnh nữa để cho bạn luôn. Để bạn ấy đang hồi phục lại mọi người nhé.
rất là đanh. Kinh luôn. Hai ngón đang về luôn. Con này có thời gian chăm làm bạn của nó cực kỳ hay luôn. Tập trung không? Ừ. Và hôm nay video cũng đã ra rồi, em xin kết thúc video đây mọi người nhé. Để... chó con xưa em bán bây giờ lớn lên giờ rất ok mọi người không? Đấy, mọi người yêu thích em này nhớ liên hệ đến các số like em ghim trên màn hình mọi người nhé. Em xin chào mọi người ạ.